Trường Chinh là chính khách Việt Nam. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động xuất sắc của Đảng, Cộng sản và nhà nước Việt Nam, nhà lý luận, nhà báo lớn, tấm gương sáng ngời về đạo đức, cách mạng của dân tộc ta. Tôi rất tự hào vì ngôi trường của mình đang học mang tên ông, trường Trung học phổ thông Trường Chinh. Trường được thành lập vào ngày 21 tháng 8 năm 2007 trên cơ sở tách chuyển từ phân hiệu của trường Trung học phổ thông Vạn Văn Đồng. Năm học đầu thành lập, trường có 14 lớp với 489 học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 20 người, trong đó có 16 cán bộ giáo viên được điều chuyển từ trường Trung học phổ thông Vạn Văn Đồng. Khi thành lập trường, do chưa xây dựng trường xong nên cơ sở chính của trường đặt tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Trường dạy và học từ cơ sở muộn của hai trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ và Tiểu học Lê Đình Chinh. Ngày 31 tháng 1 năm 2013, trường được chuyển về cơ sở chính mới tại thôn 7, xã Đắk Que, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Lập đến nay đã hơn 11 năm, năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Trường Chinh có 21 lớp với 775 học sinh, trong đó có 8 lớp 10, 6 lớp 11 và 7 lớp 12. Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường là 55, trong đó ban giám hiệu gồm 3 người và 44 giáo viên bộ môn. Hiệu trưởng hiện tại của trường là thầy Phan Văn Tấn và trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Sự quan tâm, nỗ lực của thầy cô giáo cùng học sinh trong những năm qua, nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật, cơ sở vật chất đầy đủ, môi trường học tập tốt cùng với đội ngũ giáo viên dạy giỏi nên có nhiều học sinh muốn theo học tại trường. Trường từ năm 2007 khi trường bắt đầu thành lập, tới nay là 12 năm. Trong quá trình công tác giảng dạy thì về trường với những ngày đầu thành lập thì trường rất còn đơn sơ và cơ sở vật chất thiếu thốn, dưới sự học tạm bỡ với trường Nguyễn Công Trứ và trường Lê Đình Chinh. Nhưng thời đó thì học sinh rất chăm chỉ đến trường và từ đó lôi cuốn cái lòng đam mê của thầy cô khi đến cái miền đất Tây Nguyên này. Và cho tới tận bây giờ thì mặc dù trường đã thành lập được 11 và bước sang năm thứ 12, nhưng với rất nhiều thế hệ học trò và cho cả thế hệ của các em ngày hôm nay thì cô vẫn cảm nhận thấy một điều là rất còn yêu mấy trẻ và muốn góp sức mình cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục.
À, thầy về trường công tác, nếu mà về trường Trường Chinh đó thì thầy về công tác từ năm 2007, còn về công tác thầy về Đắk Lắk á, thầy về năm 2015. Cảm xúc anh thì biết nói làm sao đó, nó gắn bó giống như máu thịt của thầy sau cái trường này. Khi mà nhắc tới trường này thì nó vô vàn cảm xúc, không thể mà nói được những cảm xúc bằng lời được. Bước vào trường tuy mới đầu có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn thì em có một cảm giác rất là hứng thú, bởi vì sự tận tình của thầy cô, sự tâm lý chỉ bảo hết mình, sự đầu tư của nhà trường qua các hoạt động để cho chúng em vừa chơi mà vừa học, và trang thiết bị cơ sở vật chất rất là quy mô và đầy đủ phục vụ cho việc học của chúng em rất là thật thuận tiện. Là một trong những kỹ năng khi mà gắn bó với nhà trường từ những cái ngày mới thành lập năm 2007 đấy, từ khi mà tách cái trường từ trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng đến bây giờ. Nói đến cảm xúc à, chắc là nhiều cảm xúc lắm. Ở đó là thực ra là trong hơn 10 năm gắn bó với trường, nhiều cái cảm xúc vui, cũng có những lúc mà nghĩ đến học sinh thì có những lúc mà thực sự cũng chưa hài lòng. Thế nhưng mà tôi xác định rằng là mình phải biết chấp nhận những cái niềm vui đó và mình sẽ không những niềm vui đó. Là học sinh lớp 12 gần ra trường rồi thì chắc chắn là chị sẽ rất là nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ những kỷ niệm cùng nhau gắn bó suốt 3 năm qua. Và chắc chắn rằng sau này ra trường thì chị sẽ mãi mãi nhớ ngôi trường trường Trung học phổ thông Trường Chinh này.